Chương trình ngày mới sáng nay tiếp nối với các thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do tài xế nhà xe Thành Bưởi gây ra vào cuối tháng 9 năm 2023, khiến 5 người tử vong, cơ quan chức năng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại công ty này như chở khách trá hình thành xe hợp đồng, xe du lịch để không phải vào bến, nhiều lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ, có trường hợp vi phạm vượt quá tốc độ 5 lần một tháng trên cùng một xe. Thậm chí nhà xe còn tổ chức xe dù bến cóc ngay cạnh trụ sở thanh tra giao thông và ở nhiều nơi khác. Và ngay cả khi đang bị thanh kiểm tra thì nhà xe vẫn tiếp tục đón trả khách như trước đây. Những vi phạm này khi được công bố làm dấy lên lo ngại về dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô. Rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin phân tích về những sai phạm này, trong đó có báo Vietnamnet. Trong bài viết Ai phải chịu trách nhiệm về những dấu hiệu sai phạm của nhà xe Thành Bưởi đăng tải trên báo Vietnamnet, tác giả bài viết cho rằng vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do tài xế nhà xe Thành Bưởi gây ra là một trường hợp điển hình để thẳng thắn nhìn vào những tồn tại bất cập trong công tác quản lý. Theo phóng viên báo Vietnamnet, một trong những nguyên nhân chính là công tác quản lý nhà nước ở địa phương còn hạn chế. Sự thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương, cơ quan chuyên môn đã để nhà xe có dấu hiệu sai phạm diễn ra trong thời gian dài, đỉnh điểm gây tai nạn chết người thì sự việc mới vỡ lở là bài học đắt giá. Hòa nhập với môi trường mới không còn là câu chuyện xa lạ của các sinh viên. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách để tìm niềm vui và tạo tâm lý tích cực khi đến trường. Trường học giống như một xã hội thu nhỏ với rất nhiều yếu tố phức tạp gây ảnh hưởng đến tâm lý của các sinh viên. Vậy sinh viên nên làm gì để hòa nhập vào môi trường mới? Đây cũng là nội dung được báo Thanh Niên đề cập. Chia sẻ cùng phóng viên báo Thanh Niên, một chuyên gia tâm lý cho biết, sự tiếp nhận với một môi trường mới tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là lối sống, tính cách, môi trường. Do đó, hòa nhập không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, mà đó là cả hành trình dài cần có sự đồng hành cùng gia đình và nhà trường. Mặt khác, trường học cũng không nên để sinh viên bơi trong một biển cả thông tin, mà nên tạo thông tin hướng dẫn rõ ràng và cụ thể. Đồng thời, sinh viên nên tìm hiểu về sở trường và sở đoản để tham gia đúng câu lạc bộ, quan trọng trải nghiệm mà bản thân yêu thích. Vì vậy, việc hòa nhập vào một môi trường mới sẽ trở nên dễ dàng hơn với những tân sinh viên. Chống bạo lực gia đình, xóa bỏ văn hóa im lặng, quan niệm tốt khoe xấu che. Tựa đề bài viết trên báo Dân Trí đề cập đến tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây. Bài viết phân tích nhiều lý do khác nhau dẫn đến bạo lực gia đình như áp lực trong công việc, tài chính, an sinh. Báo Dân Trí phân tích hậu quả của bạo lực gia đình. Ngoài những tổn thương về thể chất do bạo lực thể xác, còn những hành vi không đo đếm được là hệ quả của bạo lực tinh thần gồm căng thẳng, lo âu, trầm cảm. Theo phản ánh tại Việt Nam, bạo lực gia đình thường diễn ra một cách bí mật và còn được xem là vấn đề cá nhân riêng tư phải giấu kín. Do đó, tác giả bài viết bày tỏ quan điểm cần phải xóa bỏ văn minh, im lặng, tốt khoe, xấu che, thì khi đó bạo lực gia đình mới thực sự giảm. Cũng liên quan đến một định kiến xã hội cần được xóa bỏ trong nhận thức mỗi con người Việt Nam, được báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, đó là trọng nam khinh nữ. Bởi theo ghi nhận của phóng viên thì đâu đó trong cuộc sống hiện đại vẫn có người giữ quan điểm cổ hủ này, khiến xảy ra không ít hậu quả gây tủi hờn, đau thương và có cả ân hận. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, xã hội hiện đại không nên tồn tại mãi sự thiếu công bằng và đối xử khác biệt giữa con trai và con gái. Bởi trai hay gái cũng đều là máu mủ ruột thịt, nên bậc phụ huynh không cần phải cân đong đo đếm tình cảm để phân chia, trao gửi theo cảm quan. Bài viết nhấn mạnh, con dù trai hay gái đều là tài sản quý giá mà cha mẹ kiến tạo nên, cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng thành người để trở thành người trưởng thành, hữu ích cho gia đình và cho xã hội.